Xin chào cả nhà. Giờ chồng hết đưa hết đi bơi. Do anh thì chiều nay đi lá banh, với ba đi đá banh. Còn chị hai thì đi học nhảy. Bây giờ đi học nhảy, bây giờ mình đi rước chị hai về ông bà của chú ơi. Xong rồi chị hai sẽ ở nhà với em. Còn mình đi bơi một mình thôi. Cái đầu mình có bữa tại mình đi làm cái răng ở nhà nó nạo nè, cái nọ nó làm cho sạch đó, cho nên nó làm sâu quá, cho nên ha trúng mấy cái níu đó, nó làm như nó hơi sưng á, rồi mình ăn đồ mình trúng á, rồi cho bây giờ nó hành nó làm như đau á, rồi xong rồi ha nó giật mấy cái gân, bữa giờ cái đầu nó cứ giật giật bưng 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 bưng. Bữa giờ uống thuốc Abedon uống lần ba viên. Xong rồi bây giờ mình đi xông hơi cả nhà. Tuần này là ngày nào cũng mưa gió vậy nè. Bây giờ còn có mười mấy độ à. Mười lăm độ thôi. Mưa gió vậy nè cả nhà. Mưa gió nguyên tuần nè. Là lá sẽ nó vàng úa hết rồi cả nhà ơi. Đó. Chồng hôm bữa nay làm gì có nhà, cho nên trời mưa ha, cũng làm gì có nhà, trời mưa mà nó mát mát gì, chồng hết làm được nhiều việc, là làm gì có dưới rồi xong rồi ha, làm gì có nhà là ha, bữa trưa rồi chạy lên là ha, là làm được một hồi nữa. Chiều tối mát mát vậy, mình làm gì ở trong nhà mình khỏe, nó không có mệt, mà mới là trời nắng đẹp thì chồng hết là làm gì không có được, cho nên cái dáng bây giờ dở lên hết, ông bầu chú bây giờ sofa dở lên hết rồi, bây giờ ha đóng cây sắp sửa xong hết rồi là bắt đầu chồng hết sẽ quấn điện bên phía bên đây trước. Chị hai bữa nay học nhảy, bây giờ chạy ra trung tâm học cả nhà. Tại phía bên trường mấy đứa kia nó học biết, nó làm biến, không ai đứa nào chịu học hết trơn, cô giáo nó không có đứa nào hết trơn ơi. Cho Jessica nó vô đây học chung với người ta. Một ngày một tuần vậy, thứ tư chỉ có ngày thứ ba. Thứ ba học được hồi lúc 3 giờ rưỡi đi, học tới 4 giờ mấy, học chừng tiếng đồng hồ thôi cả nhà. Ở đây muốn học nhiều cũng không có ai dạy cả nhà ơi. Ở đây ha, bởi vì ha ở đây mà có nhiều người dạy ha, nó nhiều mô hình như vậy thì mình cho chị hai nó cho chị hai Jessica học, em rất là mê luôn. Nhưng mà ở bên đây rất là mấy cái nhảy này cái nọ rất hạn chế. Với lại muốn học la dạng phải đi lên với Tabobi hay đi đâu á, chứ Bluetooth nó không có ai dạy cái đó cả nhà. Bây giờ mình sắp sửa tới chỗ của chị hai với Sika nè ông bao chú ơi. Giờ này giờ cao điểm, người ta đi ga ca xe nhiều. Có một anh chàng đang ngủ ở chỗ nó quanh năm suốt tháng ông bà cô chú ơi. Không nhúc nhích, không di dời, không đi đâu hết. Mình tới rước với Sika xong rồi chồng nó mới chở nó đi bơi. Hai cha con mới đi về. Ủa Jessica, Jessica nhảy gì ở đây hả? Ủa con mình xuống hả? Jessica luôn xuống hả? Chị hai nhảy ở đây nè ông bầu chú ơi. Chị hai nói hả, cái lớp nhảy được mười mấy người. Chị hai mê lắm, ở đây mà có đa dạng người ta dạy nhiều, mình đăng ký cho chị hai đi học. Mà ở đây không ai dạy mấy cái đó nhiều cả nhà, không giống như ở Việt Nam, bên Mỹ hay ở đâu. Bên đây cả nhà biết dạy gì, một tuần học được tiếng đồng hồ rồi có làm sao mà biết được cái gì. Người nào mê dữ lắm thì nó ở nhà nó sẽ bắt mấy cái TikTok á, thấy người ta nhảy nó bắt chước theo, nó nhảy theo nữa cả nhà. Nó nhảy thêm nữa chứ đi học gì đâu có biết cái gì đâu cả nhà. Học rất là ít, không có được. Nó phải tay điển hả? Baro Karunt.
với phô nhé, Sikam à. Này, trời mưa nè ông bà cô chú ơi. Ba ha, chồng khó đi rước khó bơi mới xong. Mẹ ha, em John ha, chồng khó chạy đi rước khó, mẹ ha, nó chưa chịu về. Xong rồi nó còn chơi nè ông bà cô chú, nó còn chơi, bây giờ chồng khó phải đi xuống. Ơi ơi, đi xuống đứng chơi chứ, đứng coi tụi nó chơi. Trời mưa ướt. Trời mưa cỡ này mà nó còn mà dầm mưa chơi luôn nè, không mà cô chú coi coi chịu nổi không. Ai ai chồng hóa chạy luôn, chồng hóa chơi luôn, chịu nổi không, do nó không chịu về ông bà chú ơi. Ai ơi, nãy hóa bơi tới 7 giờ, tại vì nói mấy cha con nói đi đá tới 7 giờ thôi, cái xong 7 giờ hóa điện. Cái xong nói bữa nay là họp mấy phụ huynh của mấy đứa mà đá banh phân ra giúp đỡ mấy đứa nhỏ sao sao. Rồi xong rồi ba nó kêu hó điện, cái xong ba nó chạy đi cướp hó, kêu nó về nó không chịu về. Cái xong rồi chồng hó nói đi cướp hó, xong rồi chồng hó nói muốn chạy đi cướp doanh luôn, không hay là đi về trước. Nói thôi đi ghé đi trước nó luôn, ai ngờ tới mà nó chưa chịu về nữa nè. Bây giờ dầm mưa vậy mà mấy cha con chơi vậy đó, hai ba đứa bạn nữa, hai ba đứa bạn với chạy xuống kêu rồi xong rồi bây giờ chơi chung luôn rồi. Tôi nói không, nó hồi bệnh luôn đó. Mẹ coi, ôi cái đầu mẹ dùng nó coi tại mẹ mở chó đưa đây mẹ mở, con xăng cái áo lên nữa hồi nó con xăng cái áo lên nữa hồi nó ướt cái sao vậy. Ồ cái đầu kìa. Chú này chồng hó dở tới đây rồi nè, dở ra hết rồi nè, còn chút xíu nữa. Cái chỗ này là bằng nó bằng thẳng cho nên nó đóng thì nó rất là đẻ. Đó. Cây chồng hó chất tới đây rồi. Bây giờ đóng tới đây rồi. Hồi bữa là ngay cái chỗ này thì nó làm hơi khó thôi. Còn mấy cái này thì nó rất là bằng. Chỉ có làm vô là xong. Còn thêm mấy hàng nữa là xong mấy cái dán rồi cả nhà. Đó. Mấy hàng nó dở tới đâu dẹp tới đó, dẹp mấy cái nửa hồi đó. Mấy cái sofa bây giờ dẹp qua bên đây nè, dẹp để ngay chỗ chính giữa nè. À, dắt nó ngồi ở đây, nó ngồi ở đây để mà nó coi ba nó làm việc á, rồi nó vừa coi làm việc rồi nó vừa coi tivi, nó ăn nó đòi ra đây nó ngồi nè. Rồi đu nằm một quanh đây ngô e tắm go tắm nè. Rút xa. Chồng hó nè. Chồng hó bây giờ là đóng thêm mấy hàng nữa rồi xong rồi về đóng thêm mấy hàng xong rồi mới chịu đi tắm cả nhà. Trời ơi cưng ghê không bà cô chú ơi. Ông bà cô chú thấy ba cục vàng của hó cưng ghê không? Ba cục vàng của chú ơi. Trời ơi bắt cái gì mà lớn dữ vậy? Trời chị hay có gì mà nghe kêu vậy? Ôi trời, bể đầu. Cái gì vậy? Trời ơi, bắt tivi nhỏ lại. John bắt tivi nhỏ lại cho John. Hai, bắt tivi gì lớn vậy hai? Rồi, hai. John xạo, ăn John ăn đòn nó xạo. Con nó xạo. Ôi ôi. Không nói xạo đâu hả? Không nói xạo. Lát nói gì? Ủa. Trời. Ô. Bye bye. Hó chạy bộ mậu của chú ơi. Ăn no rồi xong rồi bây giờ mình chạy vài vòng thôi. Bữa giờ không tập không thể dục gì hết à. Chạy vài vòng cho nó tiêu cơm cả nhà. Cái này nè, cái này ha chạy nè, chạy số nè, cái này ha, cái máy này ha, mình bấm này nó nâng cao nó lên cái dốc cả nhà. Nó nâng cái dốc đó lên nằm cho thẳng nó cao lên. Có căng ký nữa nha. Bấm này là đứng lên hai bên nó căng ký. Bây giờ mình sẽ chạy nha. Mình sẽ chạy, bắt đầu bấm số lên. Bấm chơi chạy muốn chạy nhanh chạy chậm này kia nọ nè cả nhà, tăng tốc lên. Đó. Ui xui xui xui. Cái này nữa hồi chắc té. Hó chạy coi chừng 6. Sáu, họ đi thôi, họ không muốn chạy đâu cả nhà. Họ đi cỡ 65 thôi.
Răng bố. Hồi đây đi té xỉu. Ui, bữa giờ không chạy ra nhà. Bữa nay đi bộ đi tành tành thử đi cho nó tiêu cơn bây giờ ơi. Không tập vậy đâu lắm mà biết bao năm mấy hả, năm mấy không có tập thể dục rồi cả nhà. Mình tập bây giờ phải cố gắng tập chạy chút đỉnh để cho nó đừng có lên ký nữa cả nhà ơi. Nếu không càng đến tuổi càng ngày nó càng lên ký. Ở đây chỉ có lên ký với lên ký thôi cả nhà. Chỗ tập của nó, chỗ tập của nó rất là chỗ phòng tập của nó lễ mấy con chim để cái đồ treo lỏng đẳng cái di tính đấy, coi mỗi lần nó tập nó coi cái nhạc này cho nó không được. Bữa nào nó kêu chồng nó đây cái tivi vô lễ chỗ góc này vừa tập cái tivi coi cả nha. Giờ mẹ tưởng đâu chị Hai tắm rồi mà chị Hai chưa tắm hả? Vậy này chị Hai mẹ nó rồi thôi tới tối nó mới chịu tắm. Giờ này ăn bôi chi dắt dắt phá dắt đi hả? Thôi không có chạy nữa, đi xuống thôi kìa. Thôi kìa kìa ra đây anh cho mông kìa. Mông mông kìa. Ồ nó mang dép của hó vô nè. Nó sọc vô nè. Của nó hay à. Ồ có nó chị. Ồ bấm vô nó chạy. Hai chút chị vô. Nó chạy. Chạy tiếp vô. Đi xuống. Đi xuống nè. Đi xuống mông mông kìa. Kìa mông mông kìa. Ừ. Ừ giờ này ăn mochi nè. Giờ này ha. Giờ này mấy giờ? Giờ này thi dễ rồi mà. Luôn đi má. Mẹ cho con hả? Mẹ cho con nè. Con mẹ mà cầm cho nó dính. Ăn vô. Ngon không? Ngon không? Cho mẹ ăn mấy. Cho mẹ ăn mấy. Ngồi đây ăn, ngồi xuống. Chị Hai tắm chưa xong đó, đây cho chị Hai vậy con ăn đi. Hả? Hai lên hả? Thì con ăn đi, con ăn cái nó đi rồi đem đi cho chị Hai đi. Xong rồi đi đánh ngăn ngủ nghe không? Rồi bưng cái đó lên cho chị Hai ở đuôi nè. Ê có xinh. Ăn xong đi đánh ngăn nghe con. John, dắt không Sita đây, không ha. Trời, đi đâu vậy? Không Sita, vào vô đây ăn nè, đi đánh ăn John. John, chị tối đi, ăn nè đánh ăn ngày mai đi học á. Có gì vậy trời? Ăn coi chừng dính nó dắt ơi. Ôi ơi ngon không? Ngon. Dắt ngon không? Dắt. Coi kìa ăn kìa. Coi ăn kìa. Ngon. Mẹ hỏi ngon không? Muốn nói kìa. Dắt ơi. Rồi. Đi bó xa thêm nè. Tốt đi. Nè, đi bó xa. Nè đi bó xa ngày mai đi học rồi. Ngày 11 giờ ép quà rồi. Bó xa. À là bó xa. Rồi ăn này xong rồi còn uống sữa nữa không? Có uống sữa không? Uống sữa không? Tối ngủ uống sữa không? Uống sữa mấy mẹ pha sữa cho tôi nha. Lên uống sữa xong rồi đi ngủ nha. Ngày mai con đi học nha. Cái tay kìa. Đây nè. Tay nè. Rồi đi kêu bác bà washing hand đây nè. Đi bác bà. Go bác bà. Hết washing hand đây nè nha. Sữa nè, bố chua.
sửa xong đi ngủ nha. Vậy đó, mà ở dưới chơi với em, chơi với anh Nho anh Nhị rồi xong mình nằm ở dưới ngủ luôn mà. Không phải ngủ với mẹ là quen hơi mẹ đâu bà chú ơi. Đây ông này, anh nhắc này hả, ngủ với ai cũng được hết trơn bà chú ơi. Không có lạ, không có, không phải cần mẹ mới ngủ được gì hết trơn. Chơi với anh John, anh John mà cho ngủ thì cũng nằm đó ngủ luôn. Còn nằm với chị hai mà cho ngủ là ngủ luôn. Không lạ ai hết á. Nằm với ai ngủ cũng được hết á. Không phải nói ngủ phải có mẹ mới được đâu. Dễ lắm. Tối ra mình muốn cho uống thì cũng uống, mà không cho uống cũng con ho hả phần tối mình cho uống sữa cũng uống, mà không cho uống cũng được cả nhà. Uống không ho, uống xong muốn uống không nữa không? Thôi hả? Đủ chưa? Đủ hả? Ok. Ok, đi xuống đi. Rồi mẹ đem đi rửa, rồi đi ngủ nha. Video nó sẽ kết thúc ở đây ông bà cô chú ơi. Cảm ơn ông bà cô chú đã theo dõi. Ông bà cô chú có thương yêu gia đình nhỏ, ông bà cô chú đăng ký like share cho gia đình nhỏ này nha. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Hẹn ông bà cô chú vào clip sau nha. Bye bye ông bà cô chú. Chắc bye bye. Giấc buồn ngủ không bầu chú ơi.